Nguyên tử kẽm Zn có nguyên tử khối bằng 65U. Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung hạt nhân với bán kính rồi chấm chấm. Người ta mới bảo mình là hãy tính người ta hỏi là khối lượng riêng của hạt hạt nhân nguyên tử kẽm là bao nhiêu tấn trên 1 cm khối, đúng không? Rồi ok, cho chúng ta sẵn là một U bằng 1.6605 nhân 10^-24 gram. Rồi ok ha, cái này đơn vị chuẩn rồi, cho nên nó cho sẵn luôn. Rồi ở đây mình có cái câu này thì mình bắt đầu đổi các đơn vị, quy về các đơn vị chuẩn đi để làm mọi thứ cho nó chuẩn chỉnh, được chưa? Rồi chúng ta có là R, các bạn có đúng không? R chính là bán kính. Bán kính của nguyên tử đề cho sẵn rồi. Bán kính sẽ bằng 2 nhân cho 10 mũ trừ 15, 2 nhân cho 10 mũ trừ 15 m. Rồi, lúc này thì 2 nhân 10 mũ trừ 15 m đó thì chúng ta sẽ đổi thành cm. Thường các đơn vị bán kính trong trong nguyên tử thường chúng ta tính với góc độ cm. Và các bạn ý là cái chỗ mà đề hỏi khối lượng riêng là tấn trên cm khối đúng không ạ? Thì cm khối đó thì tất nhiên bán kính phải tính là cm rồi. Chúng ta đổi về cm chúng ta mới tính toán được mọi thứ nó chuẩn chỉnh. 2 nhân 10 mũ trừ 15 m mà đổi cm thì là 2 nhân 10 mũ trừ 13. Được chưa? 2 nhân 10 mũ trừ 13 m khối cm. Bằng 2 nhân 10 mũ trừ 13 cm ha. Rồi, lúc này thì chúng ta có về công thức tính khối lượng riêng, đúng không? Khối lượng riêng của hạt nhân thì chúng ta tính về khối lượng riêng. Rồi, D sẽ bằng M chia cho V. Luôn luôn có công thức về khối lượng riêng như thế này, ở trong vật lý hay là trong hóa học nó đều có công thức chuẩn như thế này ha. Về một nguyên tử bất kỳ, D bằng M chia V. Lúc này ta có được gì? Mà được chưa? M thì bằng M chính là khối lượng, đề nó ghi là khối lượng của khối lượng của toàn bộ nguyên tử tập trung hạt nhân thôi. Thì khối lượng electron là không đáng kể, đó không cần phải tính thằng đó. Lúc này khối lượng của hạt nhân nguyên tử cũng chính là khối lượng của thằng của nguyên tử luôn. Thì chúng ta có là nguyên tử khối bằng 65U đấy, đề nó cho sẵn luôn rồi. Thì chỉ việc các bạn làm toán nhân mà thôi. Lúc này M bằng 65U đúng không? M bằng 65U, mà U thì đề cho chúng ta là một U bằng 1.6605 nhân 10^-24 gram, cái đơn vị cuối cùng ở bài đó. 1U thì 65 ha, nhân cho 1U này là 1.6605 nhân 10 mũ trừ 24 gram. Đồng ý chưa? Rồi chúng ta bấm đại lượng này luôn. Nếu như chúng ta ở sai số á, thì chúng ta để nguyên các đại lượng này luôn. Hãy xíu chúng ta nhập vào máy tính bấm luôn lần 1 ha. Lưu ý là cái đơn vị ở đây á, là bằng gram các bạn. Tôi ghi đơn vị gram ở đây thì lúc mà các bạn quy đổi, tại vì đề hỏi chúng ta là tấn trên cm khối thì chúng ta quy đổi này ra tấn. Bằng 65 nhân cho 1.6605 nhân 10^-24 gram á, mà nếu như đổi qua tấn á thì lúc này thì chúng ta sẽ chia cho 1 triệu, tại vì từ 1 gram mà đổi qua tấn á là phải chia cho 1 triệu, tức là 1 tấn sẽ bằng 1 triệu gram, đúng chưa? 1 tấn bằng 1.000 ký bằng 1 triệu gram. Thì lúc này mà đổi qua cái kia thì chắc nhiên phải chia cho 1 triệu, từ gram đổi về tấn thì phải ngược lại là chia 1 triệu, là bằng 65 nhân cho 1.66. Các bạn tự bấm mấy con số này nha. Đổi đơn vị mà không đổi được nữa thì tôi nghĩ nên văn ra khỏi cái bài này, không cần phải xem nữa. Tại vì mình kiến thức nền tảng chưa vững đâu, vào những bài này là bó tay. Thường những bài này là những bài nâng cao, những bài mà các bạn học chuyên, học sinh giỏi. 1.65 nhân cho 1.6605. 1.65 nhân cho 10 mũ. 10 mũ trừ 24 mà chia cho 1 triệu thì là ra 10 mũ trừ 30. Càng lúc càng âm hơn, đúng không? Và đơn vị chúng ta sẽ là tấn. 1.6605 nhân 10^-30 tấn. Rồi ha. Lúc này chúng ta có xong rồi đó, vậy là tiếp tục ha. Mà V á, V thì mình cũng có thể tính được luôn, tại vì V của khối cầu chính là khối toàn bộ nguyên tử 4/3 pi R mũ 3, đúng mà, bằng áp cái con số này vào thôi, 4/3 pi R mũ 3. R ở đây chính là bán kính đề cho rồi, đúng không? Bán kính đề cho rồi chính là con số trên này. Là 2 nhân 10^-13 cm. Thôi ghi bằng viết cho nó đồng bộ. 2 nhân 10 mũ trừ 13. Và nên nhớ nghe là R mũ 3 các bạn phải mũ 3 lên, 2 nhân 10 mũ trừ 13 rồi mũ 3 lên cái nữa. Được chưa? Và đơn vị chúng ta sẽ là bấm cái này ra chất ăn cm khối. Các bạn thấy rõ không? Cái đề nó hỏi là bao nhiêu tấn trên 1 cm khối. Tức là bao nhiêu tấn trên 1 cm khối, là tấn chi cm khối đó, thì cái này tất cả các đại lượng chúng ta đồng nhất rồi nè. Tấn chia cm khối mình lấy hai ông này mình chia nhau thôi, mình ra kết quả cần tìm nè các bạn. Được chưa? Rồi ok ha. Rồi lúc này á, rồi suy ra luôn đúng không? D bằng M chia V, tôi ghi lại công thức ở phía trên đó, bằng rồi nhập tất cả con số này vào ha. 65 nhân cho 1.6605, chúng ta đang đến những bước cuối cùng rồi, nhân 10 mũ trừ 30
30 nha. Rồi, 6 này 30, rồi chia cho khúc dưới này á là 4/3 pi nhân với 2 nhân 10 mũ trừ 13 mũ 3 lên. Đó. Rồi chúng ta nhập cái này là ra được kết quả cần tìm. Được ha. Rồi mình nhập cái số liệu này vào. Rồi ok, chúng ta nhập vào. Rồi nhập vào cái con số này ha, tức là 65 này nhân cho nãy là cái khối lượng của cái U á là 1,6605 đúng không? 65 nhân cho 1,6605, 10 mũ trừ 30. 1,6605 nhân 10 mũ trừ 30 nhân 10 mũ trừ 30. Các bạn nói thường trong các video này tôi thường hay nói lớn á, thì tôi nói lớn ở đây là khi các bạn nghe mà âm thanh nó to thì các bạn này chỉnh nhỏ lại được không ạ? Nhưng mà khi âm thanh nó đã nhỏ rồi thì các bạn khó chỉnh lên to, maximum là maximum. Do đó thường trong cái video tôi sẽ nói lớn càng lúc càng lớn, và trong quá trình lớn đó các bạn nghe chói tai quá thì các bạn hãy chỉnh nó nhỏ lại, được chưa? Nha. Lớn thì chúng ta chỉnh nhỏ ok, nhưng mà khi đã nhỏ rồi làm sao chúng ta chỉnh thấy lớn được. Đã, mình tư duy được ha. Rồi 10 mũ trừ 30 đúng không, 10 mũ trừ 30 và 4/3 pi ở dưới này là phân số này, 4/3 pi đúng không, pi. Thường trong hóa chúng tôi thì ít khi nào bấm giá trị pi ha, trong toán thì bấm nhiều. Rồi 4/3 pi nhân cho r mũ 3 đúng không, tức là mở ngoặc nhẹ cái 3 xin lỗi 2 nhân cho 10 mũ trừ 13 vậy đúng không, 2 nhân cho 10 mũ trừ 13 mà nó lại lập phương thêm một lần nữa đúng không, mở ngoặc lên mũ 3 cái nữa đấy. Con số rất là quấy tèo, những con số này rất là khó, hy vọng các bạn không bấm không sai, và tôi cũng hy vọng tôi bấm không sai, các bạn check lại ha, có gì có sai gì đó thì lên tiếng. Rồi chúng ta sẽ ra được con số đây, đáp án đây, nó dài thòn luôn, tại vì cái nó hỏi là bao nhiêu tấn trên 1 cm khối mà. Cho bạn tới con số gì, 322087 như cái số điện thoại vậy. Rồi ra được là 322087 322087 322087 3292 3292 đúng rồi, y chang con số điện thoại luôn, quấy chấm thiệt. Rồi xong rồi đó ha, kiểu này chúng ta sẽ có được cái đơn vị ở đây á, là tấn trên cm khối. Đây là đáp số cuối cùng này các bạn. Các bạn bấm tới đây thì các bạn ngưng là cũng ok đấy. Còn không thì chúng ta có thể quy đổi ra. Được ha, chúng ta quy đổi, chúng ta kiểu là chúng ta làm tròn ấy. Chứ con số này đó, thường ghi tới đây là đúng nha, không sai gì hết nha, bấm tới đây là đúng rồi đấy. Trả lời cuối cùng là bao nhiêu đó đấy. Thì chúng ta chấm đi, chúng ta thấy được cái sự kinh khủng của nó, tức là 3 tỷ. Thì chúng ta thấy, chúng ta phân ra thấy đâu không? Tức là 3 tỷ 2, 3 tỷ 2 tấn trên 1 cm khối. 3 tỷ 2 tấn trên 1 cm khối. Thường á từ 3 tỷ mà các bạn đổi qua thì 3,22 đúng không? Tức là 3,22 tỷ, thì tỷ tức là 10 mũ 9. Này mà có học thôi. 3,22 nhân 10 mũ 9 tấn trên cm khối, đây đơn vị phía trên. Rồi ok ha. Đây là con số sát nhất trong cái câu này. Rồi, có gì đó các bạn thắc mắc thì chúng ta đặt cái câu hỏi nghi vấn ở dưới bên chỗ phần bình luận. Được chưa? Các bạn coi đề trong mô tả. Rồi. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.